Hà kính chào quý khán thính giả chương trình điểm báo của TV Tuần San, phát hình online từ thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh Trâm Kim kỳ 2 đã kết thúc một cách nhạt nhẽo khi một người bỏ ra về sớm, tưởng rằng Kim Jong-un cũng lên xe lửa bọc sắt mà về Bình Nhưỡng. Nhưng bỗng nhiên có tin Chủ tịch Bắc Triều Tiên có 2 ngày thăm chính thức Việt Nam với đầy đủ nghi lễ, kể cả duyệt hàng quân danh dự, thăm lăng Hồ Chí Minh và dĩ nhiên là có tiệc tùng. Vì Kim là tên đồ tể khét tiếng và đe dọa hòa bình thế giới với vũ khí nguyên tử, nên trước khi được ngồi ngang hàng, nói chuyện giải trừ vũ khí nguyên tử với Tổng thống Trump, đã từng có những ý kiến và kế hoạch ám sát ông ta như Mỹ và Tây Phương đã từng áp dụng với những nhà lãnh đạo độc tài như đồ tể thành bá đa Saddam Hussein hay đại tá khùng Gaddafi. Vì vậy, Kim rất sợ bị ám sát nên những ngày ở Hà Nội, chẳng thấy ông ta ra đường thăm dân chúng như các tổng thống Mỹ, Clinton hay Obama trước đó. Ra đường bắt tay dân chúng không là văn hóa của dòng họ Kim. Cần gì bắt tay nhân dân của chủ nhà, chỉ cần bắt tay Chủ tịch nước Việt Nam là đủ. Một cái bắt tay đi vào lịch sử do Thông tấn xã Bắc Hàm tung ra. Nhìn Kim ngồi trong xe, thò tay cho Trọng bắt. Nhìn Trọng cúi người bịn rịn níu tay Kim không muốn rời. Nhà báo Tưởng Đăng Tín trong bài viết Kim Trọng trên mạng Người Việt đã trích dẫn những lời bình của vài Facebooker như sau. Rosemary viết, ông Trọng hãy thử nhìn lại khuôn mặt của chính mình trong gương để tự đánh giá cho tư cách và phẩm cách của ông. Khi ông xuống đường, đứng tận bên lề đường để cung kính đón chào Kim Jong-un, khi ông tiễn và nhận cái bắt tay của Kim Jong-un, thò tay ra khỏi cửa kính của xe hơi để đưa tay cho ông nắm lấy. Nguyễn Đức Khang viết, là một nguyên thủ quốc gia, lẽ ra ông Trọng phải biết giữ ý tứ về thể diện ngoại giao, đằng này ông xử sự có phần thấp kém. Thua thiệt khi chìa tay để bắt tay với một kẻ ngồi trong xe thò tay ra ngoài. Còn Đỗ Ngà viết, vì sao giữa Trung và Un không hề có lối bắt tay kiểu này, nhưng Un và Trọng lại có cái bắt tay kiểu xếp lính như vậy. Phạm Nguyên Trường viết, nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Sau phần trích dẫn, nhà báo Tưởng Năng Tiến có lời bàn mang tính cách trào phúng. Để tôn trọng khán thính giả và bản gốc của tác giả, Vũ Hà xin đọc tắt một số chữ nghe cho êm tai hơn, lịch sự hơn. Xin quý vị thông cảm. Nếu xét về phương diện quốc gia thì quả là đúng thế thật. Nhưng tôi không tin rằng người dân Việt Nam coi Nguyễn Phú Trọng là nguyên thủ của đất nước họ. Ông được một đám đảng viên Cộng sản giả danh dân biểu Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, nên cái chức vụ này e không hợp hiến và cũng không hợp pháp. Tự thâm tâm, có lẽ chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng không tin là mình đủ tư cách đại diện cho bất cứ ai, nên mới có một cú bắt tay thân thiện và chịu chơi quá cỡ như vậy. Ngoài cú bắt tay không đáng có vào lúc giã từ, trong buổi tiệc chiêu đãi vào tối 1 tháng 3, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam còn chụp được nhiều cú vỗ tay nồng nhiệt và cuồng nhiệt của ông Trọng, bày tỏ sự đồng tình và tán thưởng những hành vi và cử chỉ của Chủ tịch họ Kim. Vấn đề, theo tôi, không nên đặt ra ở bình diện quốc gia vì nó không đúng tầm, mà chỉ cần đặt một câu hỏi nhỏ rất dễ và hoàn toàn có tính cá nhân thôi. Cớ sao Bắc Trọng lại ngưỡng mộ chú Kim quá cỡ thợ mộc như vậy cả? Bởi dễ nên tôi trả lời luôn, cho đỡ mất thì giờ. 2/3 thế kỷ qua, cả đảng của Bắc Trọng loay hoay mãi vẫn chưa làm được cái đinh vít loại vặn mà không bị trờn ren. Trong khi chú Kim sở hữu cả đống hỏa tiễn hạt nhân, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Không ái mộ cậu nhỏ này cũng uổng. Thiên hạ ớn chú Kim thấy rõ đã đành, dân chúng trong nước cũng vậy. Ở Bắc Hàn bố ai dám gọi chú Kim là thằng uổng, còn dân Việt thì vô tư và xả láng. Trọng lờ, phúc nờ, ngân mờ thờ, phóng mờ lờ. Bắc Trọng phải diễn đủ trò, mặc áo cũ rách cổ, viết thư thăm cô giáo cũ mà vẫn nghe có điều tiếng eo xèo, chú Kim thì khỏi.
Người tình cũ, anh em và con ruột thịt đều bị chú ấy làm thịt ráo nạo khi cần. Mà chả nghe ai than phiền một tiếng, nửa tiếng cũng không luôn, thế chả đáng nể sao? Bắc Trọng ném chuột còn sợ vỡ bình, đốt lò phải dòm chừng loại củi. Nên bọn tham nhũng ở Việt Nam vẫn nhung nhúc. Đất nước của chú Kim tuy vẫn bị tai tiếng về hiện tượng con nít đầu to, trẻ con 7 tuổi mà trông cứ như mới lên 3 vì đói khát và còi cọc, nhưng chả hề thấy có tên tham quan nào cả, rõ ràng là cậu nhỏ, tuổi trẻ tài cao. Một mẫu người lãnh đạo lý tưởng như thế, nên không chỉ riêng Bắc Trọng mà cả giới truyền thông Việt Nam xem chừng cũng đều phải lòng chú Kim ráo trọi. Từ chạy hộ chiếu thẻ xanh đến xin tị nạn chính trị, nhà báo Thường Sơn của mạng Việt Nam Thời báo viết, sau hàng loạt cái tên Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Đình Duy, Lê Trung Dũng thuộc họ Dầu Khí, Phan Văn Ân Vũ phải ra đi tìm đường cứu nước vào hai năm 2016, 2017 và 2018, hoặc bằng thẻ xanh hoặc đào thoát. Đến đầu năm 2019 đã xuất hiện một hiện tượng lạ khác. Một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam cũng đang tìm cách xin tị nạn chính trị. Theo bản tin từ VOA, ngày 4 tháng 3 2019, một người đàn ông gọi cho VOA Việt ngữ nói rằng ông tên là Lê Quang Hiếu Hùng, cựu quân nhân làm việc cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, hiện đang bị bắt giam ở nhà tù Cuba. Tôi tên là Lê Quang Hiếu Hùng, sinh ra ở Việt Nam và hiện nay đang có quốc tịch Grenada ở vùng Caribe. Tôi bị chính phủ Việt Nam yêu cầu cảnh sát Cuba bắt tôi. Việc bắt giữ này là trái phép. Hiện tôi đang bị giam ở nhà tù La Condesa. Ông Hùng cho biết nguyên nhân ông bị Việt Nam ra lệnh bắt. Người ta nói Interpol Việt Nam đăng tin là tôi pha chế xăng dầu giả. Tôi từng là một quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Tôi không có sai phạm như cáo buộc. Đây là một việc chính trị. Tôi đã xin tị nạn chính trị tại Mỹ. Đã có tình báo của Việt Nam tại Mỹ tìm tôi tại Mỹ và hăm dọa tôi nên tôi đã rời khỏi nước Mỹ. Từ Virginia, bà Nguyễn Thụy Tú Quỳnh, vợ của ông Hùng, cho VOA biết chồng bà đã rời Mỹ hôm 8 tháng 2 và tìm cách đến Grenada nhưng đã bị bắt ở Panama. Theo bà Tú Quỳnh, ông Hùng từng mang cấp hàm thiếu tá, trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh đầu tư xây dựng miền Nam thuộc Tổng Công ty Lũng Lô, dưới trướng của Đại tá Trần Văn Đồng, cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Lũng Lô. Bà Quỳnh cho biết Đại tá Đồng vừa bị Bộ Quốc phòng tiến hành thanh tra vào tháng 6 2018 về những sai phạm với vai trò phó tổng giám đốc Tổng Công ty Lũng Lô. Trong khoảng 6 năm qua, trong giới đại gia và quan chức, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, đã khá phổ biến kinh nghiệm cần một khoản chi phí 500.000 đô la để được nhập tịch Canada và Mỹ. Dù chẳng ai dám nói trắng ra, nhưng nhiều quan chức và thương gia đều ngầm hiểu với nhau là việc có thêm một quốc tịch nước ngoài mà do đó vi phạm luật Việt Nam là chẳng có gì xấu trong tình hình hiện nay. Nhiều thông tin không chính thức cho biết, nhiều quan chức trung cấp, trong đó có cả những cái tên cụ thể đang làm việc cho có, và dường như chỉ chờ cơ hội thuận lợi là xin nghỉ việc để cùng gia đình đến một nước nào đó định cư, kể cả việc phải trả lại thẻ đảng hoặc giấu biến gốc gác đảng viên Đảng Cộng sản. Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada là những điểm đến đầy hấp dẫn. Có lẽ vụ Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức vào nửa cuối năm 2016 và sau đó làm hồ sơ xin tị nạn chính trị ở Đức khá thành công đã kích thích nhiều quan chức tham nhũng khác đi theo con đường đó, thậm chí còn có thể tự biến thành nhà hoạt động nhân quyền bị đàn áp. Trong cuộc gọi điện cho Đài VOA, Thiếu tá Lê Quang Hiếu Hùng đã không hề chứng minh rằng vụ việc của anh ta là chính trị, trong khi lại có khá nhiều dấu hiệu cho thấy Hùng dính vào một vụ làm ăn phi pháp vốn đầy rẫy ở Việt Nam. Muốn được các quốc gia Tây Phương hoặc Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn chấp nhận tư cách tị nạn chính trị, những quan chức Việt này lại phải chứng minh được là họ có những hoạt động bất đồng hoặc đối lập với chính quyền Cộng sản ở Việt Nam và đã bị đàn áp.
làm thế nào để họ có thể kiến tạo được một hồ sơ đắt giá đến thế? Liệu họ có dám đứng lên đối kháng với chính quyền như giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền đã làm? Thưa quý khán thính giả, bản tin và bình luận vừa rồi của các báo mạng và của bốn báo TV Tuần San đã kết thúc mục điểm báo hôm nay. Vũ Hà xin chào quý khán thính giả và xin hẹn gặp lại lần tới.